Nguyễn Ngọc Ngạn Sinh ngày 9 tháng 3 năm 1945 Là nhà văn và người dẫn chương trình Người Canada gốc Việt Ban đầu ông được biết đến với tư cách nhà văn Sở hữu nhiều cuốn sách Được người Việt ở hải ngoại đón nhận Kể từ năm 1992 Ông bắt đầu đảm nhận vai trò Người dẫn chương trình MC Của Paris by Night Nguyễn Ngọc Ngạn sinh ngày 9 tháng 3 năm 1945 tại huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây cũ, nay thuộc Hà Nội, là con thứ ba trong gia đình có sáu người con. Năm 1954, ông theo gia đình di cư vào Nam, sống tại một xóm của người Công giáo gần Củ Chi, thuộc tỉnh Gia Định. Đến năm 1957, thì gia đình ông chuyển về sống ở khu ngã ba ông Tạ, thuộc quận Tân Bình, tỉnh Gia Định Cũ. Thời trung học, Ngọc Ngạn theo học trường Nguyễn Bá Tòng, nay là trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, thành phố Hồ Chí Minh và trường trung học Chu Văn An, Sài Gòn. Thời gian này ông học chung và chơi thân với những người bạn, sau này cũng trở thành những nghệ sĩ lừng danh là Giang Tử và Chế Linh. Có thời gian ông theo học kịch nghệ tại trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục học lên đại học tại trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. Khi ra trường, ông giảng dạy ngoại ngạch tại một số trường công lập. Năm 1970, Ngọc Ngạn gia nhập quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đầu tiên thuộc Sư đoàn 9 Bộ Binh, sau này về tiểu đoàn địa phương quân tác chiến ở quận Cai Bè, tỉnh Định Tường, tức tỉnh Mỹ Tho trước kia, nay thuộc tỉnh Tiền Giang năm 1974, Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa biệt phái ông về tiếp tục dạy học. Nhưng không được bao lâu thì đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau ngày Sài Gòn sụp đổ, Ngọc Ngạn phải học tập cải tạo. Năm 1978, ông được trả tự do và là người đầu tiên trong gia đình vượt biên. Tàu đến gần Malaysia thì bị cảnh sát sở tại bắn Tài công hốt hoảng khiến tàu bị sóng lớn đánh lật Vợ và con trai ông đều chết đuối Ông cùng những người sống sót Được chuyển đến trại tị nạn ở Kota Brahau, Baharu Sau đó ông được sang định cư tại Canada Ban đầu là tại thành phố Cảng Prince Rupert, British Columbia Năm 1985 Ông chuyển đến thành phố Toronto Và định cư tại đó cho đến nay Ông có hai đời vợ. Người đầu tiên tên là Lê Thị Tuyết Lan, kết hôn khoảng năm 1970 và đã chết trong chuyến vượt biển cùng đứa con trai đầu lòng sinh năm 1974 của hai người. Người sau tên Trần Ngọc Diệp, kết hôn vào năm 1982 và có một con trai khác tên là Nguyễn Vương Định sinh năm 1983. Ông có người em trai là nhạc sĩ Ngọc Trọng tác giả một số ca khúc như Buồn vương màu áo, Đêm cô đơn. Các nghệ sĩ thân thiết với ông gồm có Chế Linh, bạn học từ thời trung học và cùng định cư ở Tô. -tô. Nguyễn Hưng, cùng định cư ở Tô, Tô và thường ở cùng phòng khách sạn khi cả hai đi sâu trùng. Nguyễn Cao Kỳ Duyên, người dẫn chương trình lâu năm cùng ông. Hồng Đào, dòng đọc chính của phần lớn các chuyện của ông cộng tác với trung tâm thủy nga năm 1992 thúy nga paris mời nguyễn ngọc ngạn sang paris pháp ông đến trụ sở quận 13 gặp vợ chồng tô văn lai tuy nhiên vẫn còn lưỡng lự sau khi thảo luận về lời mời làm người dẫn chương trình hầu hết mọi người bên gia đình ngọc ngạn đều phản đối việc này riêng chỉ có em trai ngọc trọng đồng hộ lần đầu ông xuất hiện trong video paris bài này là cuốn số 17. Sau lần ra mắt đó, ông được ban giám đốc Thúy Nga đề nghị công tác độc quyền. Khác với các MC trước đó, Ngọc Ngạn cố gắng vận dụng kiến thức văn học để làm giàu nội dung dẫn chương trình và không ngừng tìm kiếm các màu chuyện vui để mang lại tiếng cười cho khán giả tham dự chương trình. Ngoài vai trò MC, ông cũng tham gia viết kịch cho Paris by Night và thu âm sách nói audiobook theo gợi ý của ca sĩ Duy Quang Sau hơn 20 năm làm việc tại Paris Bay Night Trung tâm Thúy Nga đã đặc biệt thực hiện riêng chương trình Paris by Night 107 Chủ đề Nguyễn Ngọc Ngạn 20 năm sân khấu Để ghi nhận đóng góp của ông Sau Paris by Night 134 Nguyễn Ngọc Ngạn chính thức chia tay Trung tâm Thúy Nga Sau 30 năm công tác Tác phẩm Ngoài văn chương chính thống, Nguyễn Ngọc Ngạn còn là tác giả của nhiều chuyện mai kinh dị, được độc giả hải ngoại cũng như giới trẻ Việt Nam biết đến rộng rãi như Tiếng quả gieo vòng hồn, ngồi mộ mới đắp, đêm trong căn nhà hoang, bóng mai bên cửa, bãi đất hoang sau nhà. Căn nhà số 24, cõi âm, đêm không trăng, hồn về trong gió, bóng người dưới trăng. Chuyện đêm trong căn nhà hoang của ông đã được chuyển thể thành phim do Trung tâm Thúy Nga phát hành năm 2007. Ba chuyện ma mới nhất của ông có tên là Đêm dài vô tận năm 2017, Ngôi mộ bên sông năm 2019, Từ thế giới bên kia năm 2019. Nguyễn Ngọc Ngạn và sự nghiệp 30 năm đứng trên sân khấu Mặc dù nổi tiếng với vai trò là một nhà văn trước, nhưng kể từ lúc chuyển sang làm công việc người dẫn chương trình trên Paris Bay Night từ năm 1992, có thể nói Nguyễn Ngọc Ngàn đã trở thành MC thành công nhất hải ngoại. Một tượng đài, khó ai có thể vượt qua trong lĩnh vực này. Sau 3 năm đứng trên sân khấu dẫn chương trình Đại Nhạc Hội, MC Nguyễn Ngọc Ngàn đã chính thức thừa nhận sẽ về hưu vào năm 2022. Là một người nổi tiếng. Ông nhận được nhiều sự yêu thích từ công chúng Và đôi khi cũng ngược lại Nguyễn Ngọc Ngạn không thể tránh khỏi Những ý kiến trái chiều về mình Nhưng dù thế nào Thì cũng không ai có thể phủ nhận được Những đóng góp của Nguyễn Ngọc Ngạn Trong lĩnh vực dẫn chương trình Trong một bài báo nhạc sĩ Nam Lộc Là người đã làm MC trước Nguyễn Ngọc Ngạn khá lâu Đã nói đại ý rằng chúng ta nên cảm ơn Nguyễn Ngọc Ngạn Vì nhờ có ông mà khán giả mới nhận thấy được rằng người mc cũng thật trang trọng trong các chương trình ca nhạc tạp kỹ. để giải thích cho việc đạt được những thành công vang dội trong một công việc mà ông luôn xem là nghề tay trái, có thể nói rằng nguyễn ngọc ngạn là người tiên phong cho một lối dẫn chuyện của bài bản, không phải là nói ngẫu hứng như những chương trình ca nhạc việt nam trước đó. cách nói chuyện có duyên có kiến thức, am hiểu về lịch sử văn hóa, lại nói theo bài bản đã được soạn ra trước em sinh Nguyễn Ngọc Ngà đã cuốn hút được người nghe người xem. Ngoài ra, có thể nói ông có năng khiếu đặc biệt trong cách nói chuyện và kể chuyện, có khả năng nói giống như là viết, nói được một cách lưu loát rành mạch rõ ràng, dễ dàng truyền tải được nội dung đến người nghe. Khi nói về những công việc đã gắn bó với mình suốt hơn 40 năm qua, Nguyễn Ngọc Ngạn chia sẻ rằng tất cả đều là sự tình cờ và ông chưa bao giờ chủ định là sẽ làm công việc dẫn chương trình Cũng như công việc viết sách bắt đầu vào năm 1979 Cũng là do hoàn cảnh đưa đầy Khi ông đặt chân đến xứ người Trước đó ông là một quân nhân Đồng thời là thầy giáo từ trước 1975 Cuộc sống ngoài đời của Nguyễn Ngọc Ngàn Của những sinh hoạt đời thường Ít được nhiều người biết tới Và nhiều người cảm thấy bất ngờ Khi nghe ông tiết lộ Tôi không có email không có computer và là người nghệ sĩ duy nhất trên thế gian này không có cell phone. Tôi không biết computer là gì. Người ta cứ bảo tôi là email. Tôi không hiểu email là gì. Người ta hỏi ông có vào internet không? Tôi bảo không biết internet là cái gì mà vào Việc không sử dụng những phương tiện hiện đại trong một xã hội văn minh tân tiến của Nguyễn Công Ngạn cũng đã làm cho ban giám đốc trung tâm Thúy Nga gặp khó khăn khi có việc cần liên lạc gấp. Tuy nhiên Nguyễn Ngọc Ngạn có lý do riêng cho việc không dùng điện thoại di động như sau. Thủy với ông Lai bảo tôi là làm việc hàng ngày mà sao không có email, không có cell phone. Tôi trả lời là thứ nhất, tôi không ra khỏi nhà, tôi xài cellphone phone làm gì. Như vậy khán giả của Nguyễn Ngọc Ngạn biết thêm một sự thật về ông, người được coi là rất bận rộn với nhiều mối quan hệ. Nhưng thật ra ông sống một cách gần như biệt lập Cùng vợ con tại tư gia ở thành phố Tô, Đô Tô, Là nơi chỉ tiếp đón những bạn bè thân thiết Hoặc những chuyến lưu diễn cho các live show Hoặc thu hình cho trung tâm Thủy Nga Nguyễn Ngọc Ngạn chỉ dành thời giờ cho việc đọc sách, viết sách hoặc quay phim Nhất là phim thì tôi phải coi thường xuyên Gần như ngày nào cũng phải coi những show Mỹ Để có thể học hỏi ở đó rất nhiều Chính nhờ sự học hỏi và tìm tòi đó, Nguyễn Ngọc Ngạn đã có thêm được rất nhiều kinh nghiệm để bổ sung cho hai nghề nghiệp chính của ông từ nhiều năm qua là viết văn và điều khiển chương trình. Trong đó nghề MC của ông ngày càng tỏ ra lớn lướt nghề viết văn đã có từ năm 1979. Nguyễn Ngọc Ngạn sinh ra tại Sơn Tây là người con thứ ba trong một gia đình có sáu người con năm trai và một gái Ông có một người em trai là nhạc sĩ Ngọc Trọng Tác giả bài buồn vương màu áo Năm lên tám Nguyễn Ngọc Ngạn theo gia đình xuống Hà Nội Sau đó ra Hải Phòng để di cư vào Nam năm 1954 Những năm đầu tiên Gia đình ông cư ngụ trong một xóm công giáo gần cổ Chi Nhờ có một trí nhớ tốt Cùng với đầu óc quan sát tinh tế từ khi còn nhỏ Đến khi sinh hoạt diễn ra trong cái giáo xứ nhỏ bé và nghèo nàn thời đó Đánh sâu trong đầu một cậu thiếu niên chưa qua 10 tuổi Bối cảnh đó sau này đã được Nguyễn Ngọc Ngạn khai thác Để viết thành tiểu thuyết xóm đạo Trời sinh nhà tôi, một trí nhớ rất là đặc biệt Tức là có những chuyện gì tôi đọc qua Hoặc tôi nghe người ta kể qua mỗi lần Thì có thể mấy chục năm sau tôi vẫn nhớ Mặc dù trước đó chưa bao giờ nghĩ rằng Đến một ngày sẽ trở thành nhà văn Nhưng Nguyễn Ngọc Ngàn cho biết Nhà mê đọc sách từ khi còn nhỏ Đã giúp ông rất nhiều trong nghề viết văn Công việc chỉ đến một cách tình cờ Sau khi ông rời Việt Nam Đặc biệt Là tôi mê đọc tiểu thuyết từ nhỏ Bố mẹ cấm Tôi cũng trùm bền đọc Thí dụ như cuốn tiểu thuyết đầu tiên Là của tự lực văn đoàn Trong khi tôi học nằm đệ thất Đệ lục dù bố mẹ có cấm cũng đi ra lề đường lê văn duyệt để mua sách đọc nhiều khi gia đình ngủ rồi tôi vẫn ra ngoài hè đọc sách một mình dưới trời sáng trăng hay thắp ngọn đèn dầu ngồi đọc lén thời bấy giờ bố mẹ khó khăn cấm đọc tiểu thuyết mà Ai công nhận là tôi đã có năng khiếu về văn chương từ nhỏ với cách sử dụng ngôn ngữ dí dòm và lối hành văn gọn gàng và xúc tích Nguyễn Ngọc Ngạn đã gây được nhiều chú ý ngay từ tập sách được phát hành đầu tiên của ông tại hải ngoại là Chuyện ngắn Nguyễn Ngọc Ngạn. Năm 1957, gia đình Nguyễn Ngọc Ngạn di chuyển vào Sài Gòn và cư ngụ trên đường Thoại Ngọc Hầu, vùng ngã ba ông Tạ. Những năm trung học, Nguyễn Ngọc Ngạn theo học trường Nguyễn Bá Tòng đến năm đệ nhị. Nhờ đậu cao kỳ thi tú tài một, ông được nhận vào trường Chu Văn An và lấy bằng tú tài hai tại đây. Một điểm đặc biệt là trong những năm theo học trường Nguyễn Bá Tòng, ông luôn được giữ vai trò trưởng ban kịch của lớp. Ít người ngờ rằng một nhà văn một MC nổi tiếng như Nguyễn Ngọc Ngạn khi còn trẻ lại nuôi một giấc mơ là bước vào lĩnh vực kịch nghệ mặc dù tự nhận có năng kiêu về văn. Lúc trẻ, tôi có hai giấc mộng. Thứ nhất là kịch. Tôi mong trở thành một người viết kịch hay một người diễn kịch, chứ giấc mộng nhà văn nó mờ nhạt lắm. Khi lên đệ tam Nguyễn Ngọc Ngạn Chuyển qua Ban văn trường Để được giáo sư Pháp Văn là nhạc sĩ Lê Thương Chú ý đến khả năng đóng kịch Nên đã khuyến khích theo học bộ môn này Tại trường quốc gia âm nhạc Tuy nhiên Sau hai tháng theo học Nguyễn Ngọc Ngạn nhận ra mình bị hạn chế Rất nhiều trong lĩnh vực này Vì bị cận thị nặng Và thời đó thì cũng chưa có căn tắc len Như hiện nay để hỗ trợ sau khi quan sát những vai diễn trên sân khấu ông cho rằng nếu có đóng kịch thì chỉ có vai trò thầy giáo là thích hợp nhất đối với mình do cặp kính cận giải cộ ngoài ra cha mẹ của ông cũng đã khuyên con nên chú tâm học hành để lấy được bằng tú tài toàn phần hơn là khuyến khích đi theo con đường nghệ thuật trước khi giã từ trưởng quốc gia âm nhạc nguyễn ngọc ngàn còn chuyển qua lớp trèo cổ một thời gian ngắn là vì có mấy cô gái học trò chào cổ dù tôi sang, tôi cũng sang. Cũng học vài câu chào cổ như Ông rằng khuyết chứ ông Giang lại tròn này kia. Tôi học chào cổ thêm được mấy tháng nữa rồi bố tôi vào sắp thi. Thì đi về, tôi mới đành phải về đây chứ. Cũng vì yêu thích văn nghệ, Nguyễn Ngọc An đã tự học nhạc lấy trên sách vở để có một thời gian được mời dạy học cho các trường Lê Bảo Tịnh và Sai Thọ Mát. Hết trung học, Nguyễn Hồng Ngạn theo học Đại học Văn Khoa và sau đó trở thành giáo sư ngoại ngạch cho một số trường cộng. Ngoài giấc mơ trở thành một diễn viên hay một nhà biết kịch, lúc còn trẻ, Nguyễn Hồng Ngạn còn mong muốn thực hiện được những công tác xã hội, thí dụ như thích xây một ngôi trường hoặc xây một cái cô nhi viện. Ngay từ nhỏ tôi đã thích làm được những công việc như vậy Năm 1970 Nguyễn Ngọc Ngạn bước vào đời sống quân ngũ Sau khi lập gia đình với một nữ sinh trường Sai thông mát tên là Lê Thị Tuyết Lan Đầu tiên ông ở sư đoàn 9 bộ binh Sau đó được đổi về tiểu khu định tưởng Nhưng không về tiểu khu Mà về tiểu đoàn tác chiến ở quận Cái Bè Nhớ lại cuộc đời quân ngũ Nguyễn Ngọc Ngạn có rất nhiều kỷ niệm nhưng ông nhớ nhất là những kỷ niệm trong thời gian phục vụ tại tiểu đoàn địa phương quân tác chiến. Gần như cả một tiểu đoàn không có một người nào là người bắt cả, cho nên ông tiểu đoàn trưởng không cần nhớ tên tôi. Ông ấy cứ kêu tôi là thiếu úy Bắc Kỳ. Tại đây thiếu úy Bắc Kỳ giữ chức vụ trung đội trưởng vũ khí nặng vào khoảng năm 1972. Sau đó Nguyễn Ngọc Ngạn được làm đại đội phó và một thời gian sau được chuyển về bộ chỉ huy và cuối cùng được làm sĩ quan quản trị nhân viên coi quân số của tiểu đoàn. Đến năm 1974 thì Nguyễn Ngọc Ngạn mới có con được nửa năm thì được Bộ Giáo dục biệt phái về dạy học tiếp với cơ bậc trung úy. Sau khi dạy được đúng một niên khóa thì xảy ra biến cố năm 1975. Sau thời gian đó, Nguyễn Ngọc Ngạn đi tù và được trả về vào năm 1978 rồi tìm đường ra nước ngoài với người vợ đầu tiên Cùng ở trai lúc đó được hơn 4 tuổi Chuyến hài hành kinh hoàng đó Đã đưa ông sang được bên kia bờ đại dương Nhưng lại bị mất đi Hai người thân yêu nhất là vợ và con Sự kiện đó đã trở thành Một nỗi ám ảnh kinh hoàng Đối với Nguyễn Ngọc Ngã Để từ đó ông mang nhiều suy tư Khi hồi tưởng về thân phận Của những người phụ nữ Sau khi đặt chân đến Canada Năm 1979 Ông bắt đầu bước vào nghề viết văn với tiểu thuyết đầu tay Những người đàn bà còn ở lại Ba năm sau Ông gia đình lần thứ hai vào ngày 19 tháng 6 năm 1982 Với một thiếu nữ tên Diệp khi đó 28 tuổi Nguyễn Ngọc Ngạn trên video Nguyễn Ngọc Ngạn đến với trung tâm Thúy Nga trong một trường hợp rất bất ngờ Tôi không hiểu tại sao một hôm mùng 10 tháng 5 năm 1992. Khi đi làm về thì thấy ở trong máy nhắn có một người nói là trung tâm Thúy Nga mời tôi sang Paris giới thiệu chương trình. Về sau tôi biết đó là ông Tô Văn Lai. Thật ra Nguyễn Ngọc Ngạn được ban giám đốc của trung tâm Thúy Nga để ý và muốn mời công tác. Vì lúc đó ông đã là một người viết văn nổi tiếng, có được một số lượng độc giả đông đảo. Trong thời điểm đó thì Thí Nga cũng đã tìm được một đường hướng mới cho vai trò MC mà trước đó chưa phải là một người quan trọng của sâu. Thời gian sau này, Nguyễn Ngọc Ngàn cho biết thêm lý do của sự hợp tác mang tính lịch sử đó. Vào thời điểm thập niên 1990, băng đĩa nhạc thường được bán trong nhà sách. Khi ông Tô Văn Lai đi phát hành băng, thì ghé hỏi chủ tiệm sách là hiện thời sách của tác giả nào bán chạy nhất Hầu hết các tiệm đều trả lời là sách của Nguyễn Ngọc Ngạn. Từ đó trung tâm Thúy Nga mời nhà văn này đến thử nghiệm dẫn chương trình. Thời gian đó Nguyễn Ngọc Ngạn đang đi làm cho một công ty bảo hiểm. Ngoài ra ông còn làm thêm về thông dịch và cùng với người vợ sau tại một thư viện ở Toronto. Trước lời mời bất ngờ trong lĩnh vực quá mới lạ, Nguyễn Ngọc Ngạn trả lời cần có thời gian suy nghĩ. Trước đó từ năm 1987, ngoài việc sáng tác nguyễn ngọc ngạn còn hợp tác với một người đài loan tên chiêu làm tại thư viện trung ương Tô để viết chuyện song ngữ thiếu nhi anh việt như hoa mộc lan tốt ngộ không ông chiêu nhận thấy sách của nguyễn ngọc ngạn được hỏi mượn rất nhiều ở thư viện nên nảy ra ý định mời ông cộng tác tổng cộng ông đã viết được khoảng 50 quyển sách loại này hiện vẫn được lưu giữ trong các thư viện Trước khi đến với Thúy Nga, Nguyễn Ngọc Ngạn đã chính thức bước vào nghề viết văn khi còn ở đảo Prince Rupert tại Vancouver, Canada. Trong lĩnh vực văn chương chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn Ngọc Ngạn đã trở thành nổi đỉnh nổi đám với những nước độc cõi đêm và được rất nhiều báo chí và nhà xuất bản mời viết. Nhưng số mệnh đã đưa đẩy Nguyễn Ngọc Ngạn đến một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, không bao giờ nghĩ tới. Tôi nằm ở đây mà có người bưng tôi lên sân khấu chứ tôi không có tìm thành thử về sau tôi mới tin người ta phải có số thật sự ra trước khi tôi làm paris bay này và nhất là trước khi xảy ra vụ cuốn video mẹ thì tôi không tin lắm nhưng sau tôi nhờ những ông thầy giỏi coi tử vi cho tôi thì tôi thấy y trả nói về số mệnh nguyễn công an kể lại rằng có lần ông đã tình cờ hỏi nhạc phụ vốn là một người giỏi về tử vi về tương lai của mình và được cho biết là tên tuổi như vậy có ăn thua gì đâu vài năm nữa sẽ lẫy lừng lúc đó ông đã là một nhà văn có tiếng và nghĩ rằng như vậy đã được quá nhiều rồi nhưng sau khi cộng tác với trung tâm thúy nga ông mới nghiệm thấy rất đúng vì dù sao viết văn cũng chỉ có một số lượng độc giả cũng hạn chế không sao so được với khán thính giả đông đảo của những chương trình và đi bay này sau khi nhận được lời mời từ trung tâm thúy nga nhà văn nguyễn ngọc ngàn bay sang paris gặp vợ chồng ông tô văn lai thúy nga để thảo luận về công việc tuy nhiên sau đó ông vẫn còn lưỡng lự trước lời mời làm người điều khiển chương trình với lý do là vì trong văn giới đã có tiếng bây giờ làm mc mà không được thì kỳ bởi vậy nguyễn ngọc ngàn đã xin có thêm một thời gian để suy nghĩ đồng thời do hỏi ý kiến của những người trong gia đình cùng một số học trò cũ gặp lại ở Paris Thì tất cả đều phản đối Ngay cả người em vợ và chính vợ của ông cũng không ủng hộ nhận lời làm MC Chỉ có một người duy nhất ủng hộ ông đó là nhạc sĩ Ngọc Trọng Người em út trong gia đình Với lý do muốn bố còn ở Việt Nam thấy mặt ông Dù là qua hình ảnh và chỉ cần xuất hiện trên một chương trình video Rồi sau đó ngừng luôn cũng được Và ông trước lý do hợp lý đó cũng đã đổi ý và khuyên ông nên nhận lời. Từ những khuyến khích với lý do thiên về tình cảm gia đình đó, Nguyễn Hồng Ngạn gọi điện thoại cho ông Tô Văn Lai đồng ý xuất hiện trong chương trình Paris Bay 17 thu hình tại Paris. Nhưng không biết có làm lâu dài hay không nên tôi dứt khoát không may quần áo mới. Tôi mặc bộ đồ tôi vẫn đi làm ở thư viện thường ngày. Tôi vẫn mang cái kính cũ. Tôi đi đổi giày cũ. Tôi không có thay một cái gì cả. Và tóc tai là tôi cũng tự chải Chứ không để ai chải đầu Làm tóc hết Vì không biết người ta có mướn mình làm nữa hay không Và mình cũng không quyết định làm lâu Thành ra tôi không có gì thay đổi Chỉ sau khi nói vài lời mở đầu Và sau đó giới thiệu nhạc phẩm Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội Của Phạm Đình Trương Do Ai Vân Bờ Hưng Lan trình bày Trên Paris Bay Night 17 Ban giáo đốc trung tâm thì Nga đã đề nghị Nguyễn, Ngọc Ngạn cộng tác độc quyền Với một giọng nói ăn micro Cùng một đường hướng khác biệt với những người đi trước Nguyễn Ngọc Ngạn đã ít nhiều gây được một ấn tượng tốt Ông kể Tôi chỉ biết là khi lên sân khấu Tôi chỉ mới nói mấy câu mở đầu thôi Nhờ cái giọng tôi ăn micro lắm Nên gây được ấn tượng cho người ta Thứ hai là lối nói của tôi có vẻ là thầy giáo Tôi nghĩ trong đầu là những người MC trước Họ cười nhiều quá Bây giờ mình phải làm ngược là không cười Họ nói những chuyện bình thường trong đời sống Bây giờ tôi phải đưa một chút văn chương và một chút triết học vào Ngay trong chương trình video đầu tiên Nguyễn Ngọc Ngạn đã đưa vào phần giới thiệu chương trình Một số câu thơ của Thanh Tâm Tuyền Vì muốn làm một điều gì khác biệt với trước đó Như là muốn khai thác kiến thức về văn chương của mình theo ông đó là một cách thử Nhưng không ngờ lại gây được sự chú ý Sau khi video Paris by Night 17 phát hành Đã có một số trung tâm gọi đến mời Nguyễn Ngọc Ngạn đảm nhiệm vai trò MC Nhưng ông đều từ chối Vì đã nhận lời Cộng tác độc quyền với Thúy Nga Vì nhận thấy trung tâm này thích hợp với đường lối của mình Ông giáo làng Nguyễn Ngọc Ngạn Đã chứng tỏ được điều Hữu chiều thắng vô chiều như nhạc sĩ Song Ngọc đã nhận xét về ông Sau khi cuốn video trên phát hành trong một bài báo ngắn Trước khi gặp Nguyễn Ngọc Ngạn Trung tâm Thúy Nga đã mời Đỗ Văn làm MC Cho video 18 với chủ đề Phạm Duy Ngoài ra cũng đã mời Kim Anh, Trần Quốc Bảo Cho chương trình đặc biệt Giáng sinh Lê Văn cho chương trình Phạm Duy 2 Và Lê Thoại Tân cho một chương trình khác Vì vậy dù đã nhận lời cộng tác độc quyền Nhưng Nguyễn Ngọc Ngạn Muốn Thúy Nga giữ lời hứa với những người đã mời Nên ông chỉ xuất hiện sau đó Từ chương trình Body by Night 20 trở về sau Nhiều năm đứng trên sân khấu Paris by Night Nhưng Nguyễn Hồng Ngàn cho biết Ông không hài lòng một chương trình nào một cách trọn vẹn Do đầu óc luôn căng thẳng vì những chương trình thu hình thường kéo quá dài Nhiều khi có những chương trình được thu hình hai suất trong một ngày Chỉ cách nhau chừng hai tiếng với sự thay đổi về thành phần ca sĩ, ông luôn cố gắng làm thế nào để những khán giả tham dự suất thứ hai có cảm tưởng mới lạ đối với những diễn biến trên sân khấu. Mặc dù trước đó không lâu trong cùng một ngày, cũng chương trình đó đã được diễn với MC là Nguyễn Ngọc Ngạn và Kỳ Duyên. Đặc biệt mỗi lần thay đổi cảnh trí đối với những chương trình tu hình live, Nguyễn Ngọc Ngạn luôn phải tìm cách câu giờ. Tùy theo thời gian chuyển cảnh giữa những tiết mục Nhưng có ở chỗ là nói làm sao để khán giả không biết là đang câu giờ Theo nhiều nói Thời gian ngắn nhất để chuyển cảnh khoảng 3 phút và dài nhất Có khi lên đến 10 phút hoặc hơn Không ít khán thính giả thắc mắc về việc Bằng cách nào người MC biết được cảnh trí đã được dàn dựng xong Sẵn sàng cho tiết mục kế tiếp Để ngưng câu chuyện đang kể trên sân khấu Điều này được Nguyễn Ngọc Ngạn giải thích. Ở à, giữa hoặc cuối rạp có một người cầm đèn pin mà khán giả không nhìn thấy. Người ta cho mình biết anh đó sẽ ngồi ở đâu. Thí dụ ngồi ở chân camera nào hay là ở hàng ghế thứ mấy. Anh ta đeo một headphone và trên sân khấu có Stay Manager cũng đeo một headphone. Khi nào trên Stay Manager dọn xong sân khấu, ở à, sau phía bức màn sẽ báo cho đạo diễn biết để ở trên sẽ nói xuống cho anh cầm đèn pin anh cầm đèn pin sẽ bấm hai cái thì tôi với cô kỳ duyên nhìn thấy nếu đang kể chuyện giả giang thì mình gấp rút để kết luận để chuyển mục cho nên có nhiều chuyện định kể hoặc chưa kịp nói thì bỗng dưng thấy chớp đèn rồi thì mình mừng quá mình vào luôn qua lời kể của nguyễn ngọc ngạn khán giả đã nhận biết được tầm mức quan trọng của một người được gọi là mc trong một chương trình video hoặc một live show Ngoài ta ứng biến nhanh lẹ, thích ứng tức khắc với những thay đổi chương trình và giờ chót, cùng những lời đối đáp duyên dáng. Người MC cần có một số vốn kiến thức nhiều lĩnh vực liên quan đến thời sự xã hội văn trường. Qua sự để tâm tìm tòi và nghiên cứu nhằm tạo thành bài bản để tạo cho người theo dõi những giây phút thích thú hay những nụ cười thoải mái. Nhiều năm qua, người đến bên cạnh Nguyễn Ngọc Ngạn nhiều nhất trên sân khấu là MC Kỳ Duyên. Trước mỗi chương trình thì họ thường bỏ ra tròn một ngày để cùng soạn kịch bản nói cho một chương trình thu hình. Tụi này có thói quen là cứ thứ bảy trình diễn thì bắt buộc phải dành chọn ngày thứ tư làm việc. Và đến thứ năm thứ sáu thì ai dành thì ngồi coi. Coi để thêm được cái gì thì thêm. Nhưng dĩ nhiên gọi là làm mất một ngày đó thì trong cái đầu mình phải tìm tòi gom góp những chất liệu. Kiến thức đâu có phải là một cái một sớm một chiều mà sau nó là cái chuyện tích tụ từ lâu rồi. Rồi đến lúc gặp một tình huống hay một cái gì vui vui thì trong đầu mình này ngay ra ý tưởng thích hợp. Tuy nhiên, có những trường hợp tuy đã soạn xong sẵn nhưng khi lên sân khấu lại phải thay đổi để thích nghi với những diễn biến trên sân khấu. Vì có khi đổi cảnh nhanh quá mình chưa kịp nói thì đã đổi xong. Khi đèn pin nó chớp. Tức là đổi cảnh xong thì mình phải giới thiệu ngay vào tiết mục kế tiếp. Đối với Nguyễn Ngọc Ngàn, mỗi khi hoàn tất vai trò MC cho một chương trình, ông đều cảm thấy nhẹ bụng như đẻ xong đứa con. Vì đã phải trải qua những giây phút quá nặng nề khiến đầu óc luôn bị căng thẳng. Như là những chương trình lớn, tụ hình lại, chương trình có nội dung tổng hợp với những thị yếu âm nhạc khác biệt nhau. Theo tôi, khán giả tham dự những buổi trình diễn văn nghệ là một sự tổng hợp. Thí dụ có những người chỉ thích loại nhạc do Khánh Hà, Khánh Ly, Ý Lan trình bày. Thì khi nghe những ca sĩ khác thì coi như họ đành ngồi nghe thôi. Ngược lại có những người chỉ thích loại nhạc trình bày bởi trưởng bũ như Quỳnh Phi Nhung, Mạnh Quỳnh mà không thích loại nhạc tiền chiến. Nên khi những ca sĩ hát loại nhạc tiền chiến ra thì họ cũng đành phải chịu đựng ngồi đó thôi cho nên chen vào giữa các bài hát mà mình không làm được cái gì để cho không khí vui lên thì sẽ làm khổ khán giả. Những gì Nguyễn Hùng Ngạn phải thực hiện khi làm MC không chỉ dừng lại ở đó mà ông còn được giao phó một số vai trò khác. Như tôi phải làm ảo thuật, phải làm siếc thì phải tập dượt trước. Rồi những màn như trước đây tôi đã đu trực thăng hay nhảy xuống Niagara Falls Bên cạnh đó tôi và cô Kỳ Duyên cũng có khi đóng những tiêu phẩm nhỏ Thí dụ như Phi Nhung Mạnh Quỳnh hát cả lương xong Kêu tôi bằng ba tôi phải đi ra Có nhiều thứ lắm Không phải MC của Thí Nga Chỉ đứng giới thiệu không mà thôi Thành ra chiếm rất nhiều thì giả và đầu óc của mình Đối với người MC nhiều năm kinh nghiệm này Vấn đề khó khăn nhất hiện nay chính là vấn đề Tìm kiếm để có được những màu chuyện vui để kể trên sân khấu vì những câu chuyện thích hợp Với khán thính giả Việt Nam càng ngày càng càng Tuy ông có cả một tủ sách Chuyện cười của Mỹ Nhưng khi dịch sang tiếng Việt đã không áp dụng được Với khán giả Việt Do cách chơi chữ khác biệt Hoặc mang tính cách thời sự không thích hợp Với khán thính giả Việt Nam Cũng đã từng có rất nhiều người đóng góp Những chuyện cười với ông Qua trung tâm Thủy Nga Nhưng tuyển chọn để dùng được cũng mất nhiều thời gian Năm 2021 Em sinh Nguyễn Hồng Ngạn đã có cuộc phỏng vấn trên đài bbc tiếng việt khi được hỏi rằng để trở thành một mc thành công thì đòi hỏi phẩm chất nào ông trả lời cái này rất là cá nhân không phải là quân mẫu cho người nào đi theo ví dụ như tôi là trời cho được một số đặc điểm chẳng hạn như tôi có giọng nói dễ nghe có một trí nhớ tốt tôi đọc cái gì là tôi nhớ ngay nhờ là những chuyện đọc sách cách đây chục năm chỉ đọc một lần là tôi nhớ nên tôi không phải sử dụng Internet. Tất cả những gì tôi đọc ngày xưa hay là bây giờ tôi mở sách mở báo ra một lần thì mấy chục năm sau tôi vẫn nhớ. Tức là trời cho tôi chỉ nhớ đó. Thứ ba là trời cho tôi một óc khôi hài nhạy bén đang chuyện rất là nghiêm trọng. Tôi có thể chuyển sang hài rồi đang chuyện hài tôi đã chuyển sang nghiêm trọng. Thành ra những yếu tố đó là yếu tố trời cho và tôi dùng được để làm MC trên sân khấu. Một điểm khác biệt của MC Nguyễn Hồng Ngạn giúp đồng nghiệp Khi dẫn chương trình Đó là ông nói khá nhiều Có những người tàu vẻ không thích Một MC nói chuyện như vậy Nhưng ngược lại thì phần đông khán giả Lại yêu thích điều đó Lý do là những chương trình Party bay Night Ban đầu Vốn chủ yếu dành cho khán giả Việt Hải ngoại Những người lớn tuổi Thì thích nghe kể chuyện dài dòng Để nhớ kỷ niệm Còn người Việt trẻ Hải ngoại Thì nghe ông Ngạn nói chuyện là cơ hội Ít ỏi được nghe tiếng Việt, được nghe kể về văn hóa Việt Nam. Sau này, ông Nguyễn Hồng Ngàn đã giải thích lý do ông phải nói nhiều như vậy. Tôi làm cái nghề đứng nói chuyện mà không có kịch bản. Tôi cũng xin mà ngoặc một đạo diễn rất nổi tiếng của Mỹ lần đầu tiên làm việc cho Paris by Night mà ông thấy tôi đứng suốt 5 tiếng đồng hồ nói mà không hề có kịch bản trước mặt, không có thiết bị nhắc đọc gì cả mà cứ nói không. Vì nói trên body bay này Thức tạp ở chỗ phải nói cho đến lúc nào Đạo diễn trên xe đạo diễn ra dấu là sân khấu đã xong thì mới được ngực Thì tôi cứ phải nói liên tục như vậy Khán giả không biết vì sao ông này đang đứng nói Thế nhưng sự thực ra ở trên sân khấu họ chưa có đèn bấm là sân khấu đã xong Thì tôi với cô Kỳ Duyên cứ phải nói Sau sau đó lần đầu tiên ông đạo diễn làm việc ở đó Ông chạy xuống bắt tay tôi và nói Tôi chưa từng thấy một người nào nói 5 tiếng đồng hồ mà không có từ lời tơ đặt trước mặt. Mà ông vẫn nói với khán giả, vẫn cười lại làm sao. Vai trò MC nổi bật Nguyễn Ngọc Ngàn hầu như đã khiến vai trò một người cầm bút ông bị mờ nhạt. Mặc dù ông vẫn viết đều nhưng không phát hành sách in nữa mà được thu audio book. Rồi những năm gần đây được phát hành online trên Youtube. Từ năm 1992 đến nay, vì ông Ngạn đã quá thành công trong vai trò MC Nên công chúng như là công chúng trẻ tuổi Không biết rằng ông đã có một số lượng tác phẩm văn học đồ sổ nhất Nếu so với các tác giả khác ở hải ngoại Ngoài ra hầu hết các vở hài kịch nổi tiếng trên chương trình Body Bay Night Đều là có ông viết kịch bản Thở đầu cầm bút viết tiểu thuyết từ năm 1979 Yên lần đầu năm 1986 Đến nay nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã có 31 tác phẩm phát hành Ngoài ra còn 6 tác phẩm đã lên bàn thảo chờ in. Nói đến nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn hầu hết mọi người chỉ nghĩ đến chuyện ma. Tuy nhiên ông chỉ chính thức chuyển qua viết chuyện ma trong một dịp tình cờ năm 1999. Khởi đầu, Nguyễn Ngọc Ngạn là một nhà văn viết về chuyện dài, chuyện ngắn với chủ đề văn hóa chính trị phản ánh hiện thực cuộc sống. Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn nói rằng ông được ông trời trao cho một khả năng thiên bẩm đó là sức sáng tạo phong phú khi sáng tác chuyện Và ông viết rất dễ dàng Chỉ cần suy nghĩ ra một cái sườn ban đầu Khi ngồi vào viết là chữ nghĩa tự tuần rào và Đối với văn của ông là viết cho đại chúng Câu chữ dễ hiểu, cốt truyện đời thường gần gũi với cuộc sống Vì ông quan niệm ít có người muốn đọc một cuốn sách có triết lý nặng nề vì vậy sách của Nguyễn Ngọc Ngàn bán rất chạy trong cộng đồng hải ngoại và từng được tái bản nhiều lần. Từ cuốn đầu tiên là những người đàn bà còn ở lại đến xóm đạo nước đục thậm chí có cả nhà xuất bản trong nước còn y lậu sách của nguyễn ngọc ngạn để bán mà không phải ông dĩ nhiên là cũng không trả tác quyền nguyễn ngọc ngạn cho biết hiện tại ông còn tới 6 cuốn sách chưa có điều kiện phát hành vì các nhà xuất bản sách tiếng việt ở hải ngoại đã đóng cửa gần hết rồi internet bùng nổ dẫn tới sự tàn lụi chung của sách in trên toàn thế giới Thay vào đó là sách điện tử và audiobook Nói về audiobook Nguyễn Hồng Ngạn Ông phải là tác giả đầu tiên ở Việt Nam Chuyển sách in thành audiobook Nhưng ông lại là người thành công nhất Kể từ khi bắt đầu làm audiobook Năm 1994 Dựa trên sự gợi ý của ca sĩ Duy Quang Giải thích cho sự thành công của audiobook Nguyễn Hồng Ngạn cho rằng Đối tượng khán giả của audiobook nhiều hơn, đặc biệt là trong thời kỳ bận rộn của cuộc sống công nghiệp, Người ta không còn nhiều thời gian để đọc sách in Thay vào đó là vừa lái xe đến cơ quan vừa nghe chuyện Audiobook cũng linh động hơn trong việc mô tả tình tiết câu chuyện Kết hợp với các hiệu ứng âm thanh sống động làm chuyện trở nên hấp dẫn hơn Giọng đọc Trong audiobook với giọng nam là chính những hùng ngạn Còn giọng nữ ở thời điểm ban đầu là Kỳ Duyên Sau đó là các ca sĩ Ai Vân Thành Lan Rồi sau cùng ông chỉ hợp tác với nghệ sĩ Hồng Đào cho đến nay Hồng Đào muốn là một kịch sĩ Lại có thể nói cả giọng Nam lẫn giọng Bắc Nên việc rất thích hợp trong công việc này Đúng 20 năm trước Vào năm 1990 Nguyễn Ông Ngạn thử nghiệm thu âm audiobook chuyện ma Với chuyện đầu tiên là đêm trong căn nhà hoàng Ngay lập tức đã đạt được thành công vang dội Trở thành một thương hiệu nổi tiếng của ông Không chỉ ở hài ngoại mà ở trong nước Thế hệ 7X trở về sau Có lẽ Ai cũng ít nhất một lần đã nghe lén mà nghe chuyện ma Nguyễn Công Ngạn trong đêm. Người viết vẫn còn nhớ những ngày tháng ký túc xá đại học hồi gần 20 năm trước, cả phòng chỉ có được một cái máy tính Pentium 3 kèm loa vi tính nhỏ xíu của thằng giàu nhất trong bọn. Đêm nào phòng cũng tắt đèn tối om, cả đám trùm mền nghe Nguyễn Ngọc Ngạn thủ thì cái chuyện ma. Cùng với đủ thứ những âm thanh rùng rợn nhất của câu chuyện như tiếng thét quả kêu chó sủa. Những kỷ niệm khó quên đó gắn liền với cả một thế hệ sinh viên và có lẽ ở cả nhiều thành phần khác nữa. Nhiều người thích nghe chuyện mà Có lẽ đó là những người trẻ tò mò Muốn thử cảm giác mạnh Thách thức bản năng sợ sệt của mình Nhiều người rất sợ mà Nhưng vẫn thích nghe chuyện ma Nguyễn Hồng Ngạn Càng sợ thì lại càng tò mò một nghe Nói về việc Từ một nhà văn Sáng tác Hiện thực xã hội chuyển sang viết chuyển mà Nguyễn Hồng Ngạn kể lại một cơ duyên tình cờ Giống như các sự tình cờ khác Của các mốc thời gian quan trọng trong đời ông Mùa Noel năm 1999 Nguyễn Hồng Ngạn cùng với các ca sĩ hải ngoại khác Đi tour trình diễn ở châu Âu qua nhiều nước Thông thường sau sẽ được diễn từ 19 giờ tối đến 2 giờ sáng Rồi lên xe sang nước khác chạy sâu Trong quá trình di chuyển trong đêm đó tính mạng của toàn bộ các nghệ sĩ được ra trọn vẹn cho người tài xế lái xe. Vì vậy mỗi người phải thấy nhau kể chuyện để tài xế có thể tỉnh ngủ. Cuối cùng, ca sĩ Hương Lan kể một câu chuyện ma có thật mà cô chứng kiến khi đi diễn ở Bình Dương. Câu chuyện dùng dần được mọi người tán thưởng nhiệt liệt. Nguyễn Đông Ngạn nghe xong, có suy nghĩ là ai cũng thích nghe chuyện ma như vậy. Nên ông cũng muốn thử nghiệm. Và rồi audio chuyện ma đầu tiên, đêm trong căn nhà hoang ra đời với thành công vàng dội. Với thời đại của Internet ngày nay, chỉ với một smartphone ai cũng có thể tìm nghe dễ dàng các audio chuyện ma đó của Nguyễn Ngọc Ngạn và bất kỳ lục nào. Từ trước đến nay, các tác phẩm văn học của ông bị tài lậu rất nhiều lên Youtube mà người trong nghề gọi là re-up về kiếm tiền Youtube. Thậm chí nhiều kênh Youtube đã tự ý thay đổi tựa đề tên truyện Sau một khoảng thời gian dài cuối cùng Trung tâm Thúy Nga cũng đã mở một kênh youtube chính chủ để đăng tải các tác phẩm của Nguyễn Ngọc Ngạn. Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn có lần nói rằng nghề cầm bút ở hải ngoại chưa bao giờ có thể là một nghề chính. Vì vậy trong cùng một thời điểm ông luôn phải làm một nghề khác nữa để kiếm tiền mưu sinh. Và có thể nuôi một nghề văn như là một niềm đam mê hoặc là một sự thao thức muốn được trải lòng qua trang giấy về những vấn đề xã hội. Khi từ Việt Nam sang tới Canada năm ba tuổi, Nguyễn Ngọc Ngạn làm nghề phụ bếp. Một thời gian sau đó ông làm dự án ở trong Bộ Y tế ở Vancouver. Sau đó ông lại chuyển về một vùng quê làm công việc chạy máy xe lúa rất nặng nhọc. Rồi sau đó từ một người viết văn Nguyễn Ngọc Ngạn chuyển thành một nghệ sĩ trên Paris Bay Dù có được nhiều vinh quang trong và trong MC, ông vẫn không ngừng viết văn. Vì theo ông, nghề viết phải được thực hiện thường xuyên nếu gương lâu thì khó có thể sáng tác lại cho dù làm bất kỳ nghề nào. Nguyễn Hồng Ngạn nói rằng ông vẫn muốn rằng đến cuối cùng được là một người cầm viết kể chuyện như trong một lần ông trả lời bài phỏng vấn. Một mai khi giã từ sân gấu Paripanai, nếu sức khỏe cho phép tôi vẫn có thể tiếp tục viết văn hay viết kịch và thực hiện audiobook. Dù sao thì cái gốc căn bản của tôi vẫn là nhà văn. Trong một live show ca nhạc hải ngoại diễn ra vào ngày 22 tháng 8 năm 2021, MC Nguyễn Hồng Ngạn chính thức nói rằng sẽ giải nghệ vào năm 2022. Ngay sau đó, con trai của ông là Đinh Vương Nguyên viết trên Facebook như sau. Sau 3 năm biểu diễn trên sân khấu, đi khắp thế giới và có vô số những kỷ niệm, ba tôi Nguyễn Hồng Ngạn đã chính thức xác nhận sẽ giải nghệ vào năm 2022. Bà đã thông báo vào ngày hôm qua tại La Sopri Bainai ở Cali. Tôi rất tự hào về những việc ba tôi đã làm trong suốt 30 năm qua tôi đã được đi chung, được xem tất cả các chương trình bạn tham gia, được gặp tất cả những nghệ sĩ trình diễn. Chắc hẳn là tất cả chúng ta đều sẽ nhớ MC Nguyễn Hồng Ngạn và mong rằng mọi người sẽ có dịp nhìn thấy lần cuối cùng bà đứng trên sân khấu đại nhạc hội trước khi về hưu. Còn yêu bà. Dự kiến, ông sẽ xuất hiện trong chương trình cuối cùng của Paris by Night số 134 sẽ diễn ra ở Thái Lan vào khoảng cuối năm 2022. Trong lời phỏng vấn đài BBC, ông Nguyễn Hồng Ngạn cho biết đã có ý định nghỉ hưu từ nhiều năm trước, nghĩa là sau lần phải đi cấp cứu thì sang Singapore thu hình quân và đi bài nai số 130. Ông nói, Ngay khi cấp cứu xong, phục hồi sức khỏe lại bình thường thì tôi lại làm được sâu xuân xẻ. Nhưng ngay sau sâu đó, cô Tô Ngọc Thủy là giám đốc trung tâm thủy Nga và tôi quyết định là sẽ làm một show nữa vào năm 2020 tại Bangkok lấy tên là Nguyễn Ngọc Ngạn dạ từ sân khấu. Lý do làm show đó tại Bangkok là để đón khán giả từ Việt Nam qua và làm một show tại Mỹ. Rồi sau thì ngừng hẳn không làm show nữa, kể cả những live show thường đi hàng tuần cũng nghỉ luôn. Là vì thứ nhất tuổi tác, thứ hai là sức khỏe, thứ ba vì sau hai lần bị vào cấp cứu, tôi thấy sự có mặt của mình làm phiền cho những người xung quanh quá. Phiền cho cả ekip làm việc Thùy Nga Từ ban giám đốc cho đến anh chị em nghệ sĩ Em chỉ có hai người là tôi và Cố Quyết Cao Kỳ Duyên Mà mỗi lần tôi phải chạy vào cấp cứu Làm cho sự lo lắng của ban giám đốc Cũng như các anh chị em nghệ sĩ Và bao nhiêu chuyên viên Cho nên tôi quyết định là Đã đến tuổi và đến mức sức khỏe Không cho phép mình có thể đứng trên sân khấu được nữa Việc MC Nguyễn Ngoạn quyết định về hưu là một mắt mát lớn đối với trung tâm Thùy Nga. Vì 30 năm qua ông được xem là linh hồn của chương trình Party bài này, vừa vừa dẫn chuyện riêng biệt, khai phá một hướng đi hoàn toàn mới Từ 10 năm trước MC Nguyễn Hồng Ngàn đã từng nghỉ một bài số Party By Night Khi trung tâm đã cố gắng tìm kiếm người thay thế nhưng đều thất bại Cuối cùng ông phải xuất hiện trở lại bên cạnh MC Kỳ Duyên cho đến nay Lần này, vì tất cao sức yếu của vị MC lão làng này Trung tâm Thúy Nga có lẽ đành phải chính thức tìm phương án hậu Nguyễn Hồng ngạn. Dù là khó khăn nhưng trước sau gì cũng phải xảy ra. MC Nguyễn Hồng Ngạn nói rằng ông có ý kiến là nếu mà một người dẫn chương trình khác thay Nguyễn Hồng Ngạn thì có thể người đó phải làm MC theo một đường lối khác chứ không nên làm cái kiểu của Nguyễn Hồng Ngạn nữa. Bởi vì thế hệ trẻ bây giờ không trải những thăng trầm của đất nước nhiều, cho nên kiến thức về những chuyện đã trải qua trong nửa thế kỷ vừa qua của Việt Nam có thể sẽ không nằm trong đầu họ như là với thế hệ của tôi bởi vậy cho nên có thể trung tâm Thủy nga sẽ tìm một người mc nhưng người mc đó sẽ đi theo một đường hướng mới nào đó sẽ có những người thay thế mình và họ cũng vẫn sẽ thành công lớn mà không cần phải đi theo con đường của nguyễn hồng ngạn là con đường của một ông thầy giáo đó là ý kiến cá nhân của tôi mc nguyễn hồng ngạn chia sẻ trên bbc chuyện nguyễn hồng ngạn không được về việt nam cách đây không lâu bbc nêu tiếng việt có đăng tải bài phép vua thua lệ làng nói về cuộc phỏng vấn của bbc với nguyễn ngọc ngạn trong đó đề cập đến việc ngạn không được về việt nam nguyễn ngọc ngạn cho rằng ông ta chưa xin phép về việt nam bao giờ chỉ có một số bầu xô tư nhân thì sau khi đại đa số các nghệ sĩ nổi tiếng đã về nước rồi chẳng hạn như kỳ duyên khánh ly quang lê chế linh thì sau khi những người đó đã mở đường về Thì những bầu số tư nhân đã liên lạc với tôi Rất là tha thiết Và rồi Nguyễn Ngọc Ngạn nói rằng Đại sứ quán Việt Nam tại Washington và Canada Cũng đã từng gọi điện thoại mời Ngọc Ngạn Về Việt Nam Nhưng Ngọc Ngạn đã không về Thực ra đây không phải là câu chuyện Của cá nhân Nguyễn Ngọc Ngạn Mà là câu chuyện của những người gốc Việt Nam Nhưng đã quay lưng với tổ quốc Hay quay lưng với dân tộc Việc họ muốn trở về Việt Nam Không phải cứ muốn là được có những cá nhân vì tội ác của họ đối với đồng bào mình trong quá khứ đã khiến họ không thể trở về cho dù đất mẹ luôn bảo dục. Lại có những người chỉ vì miếng cơm manh áo hay cái lợi ích trước mắt mà bán rẻ lợi ích dân tộc. Thậm chí không từ bất kể thủ đoạn nào để chống phá đất nước thì nay người dân Việt Nam đã tha thứ nhưng họ cũng vẫn không dám trở về. Nguyễn Hồng An từng trốn khỏi Việt Nam bởi ý thức hệ và bởi sự hận thù Tại nhiều diễn đàn để lấy lòng khán giả, Nguyễn Hồng Ngạn từng tuyên bố là người chống cộng nhưng chống bằng vũ khí văn hóa. Theo Nguyễn Ngạn, vũ khí văn hóa tư tưởng mới đáng sợ mới có thể lật đổ chế độ chính trị hiện tại ở Việt Nam. Có lẽ vì thế, Nguyễn Ngạn đã tự xếp mình vào hàng ngũ là phản dân tộc chống phá đất nước nên không thể về nước biểu diễn được chẳng.